hôm nay Trí sẽ giới thiệu với mọi người là một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng khi mà mình về tới đây, về với Đồng Tháp, thì chắc chắn mọi người sẽ không thể nào mà bỏ qua được cái địa điểm du lịch này, đó là làng bột Sa Đéc. Bánh tầm bì mọi người ạ. À, đây là bánh tầm bì nha. Tầm bì. Rồi. À, còn rất là nhiều món bánh nữa. Ở đây mọi người, đây là cái cối để xây những cái nguyên liệu để mình làm ra những cái loại bánh mà một chút xíu nữa thì Trí sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người. Đây, thứ nhất là ở đây là đậu xanh này. Nha, đậu xanh. Đậu đỏ này, đậu đỏ này. Còn đây thì là gạo. Chính nguyên liệu chính mọi người, nguyên liệu chính để làm ra những cái món bánh mà một xíu nữa thì mình sẽ thưởng thức cho mọi người nha. Đấy, thôi. Mọi người biết đây là cái gì không? Đậu xanh đã cắt vỏ rồi mọi người, đậu xanh cắt vỏ rồi. Có một cái món rất là đặc biệt trong những món mà một chút xíu nữa chứ cái chuẩn đó là món gì đặc biệt nha. Đây mọi người ơi, khi mình vào làm bột Sa Đéc á, khi mình muốn ăn cái chia thì mình phải đổi tiền mình thành thẻ như thế này. Đây chỉ đã đổi 5 thẻ 20k. Đây mình đi ăn, đi ăn hết á thì mình bù thêm, còn nếu mà còn dư thì mình gửi lại cho trong quầy, họ sẽ bổ tiền lại cho mình. Giờ đi thôi Trí nhé. Đó, bây giờ mời mọi người đi ăn nha. Tô tiếu này. Ok. Tô tiếu. Đó. Chà. Nó cũng giống như tô tiếu này đây mọi người. Đó. Cái này bông lọc. Hello mọi người. Thì nãy giờ Trí cũng đi vượt được một vòng. Thì đã lấy được 4 món. 4 món ăn trong làng bột Sa Đéc. Đây đầu tiên là cái món mà rất là đặc biệt khi mình về Đồng Tháp đó rồi. À, hủ tiếu Sa Đéc. Đây, hủ tiếu Sa Đéc là một món nè. Đây là bánh chuối nè. Đây là bánh đúc. Đây là bánh bò. Thì bây giờ là mấy anh em mình sẽ ăn đúng rồi. Những món này đều là làm từ bột hết mọi người. Đây, món
này đều làm từ bò hết. Bây giờ mấy anh em mình sẽ ăn hết những món này rồi mình đi tham quan những chỗ khác nha. Em ăn đi, thoải mái đi. Dạ em ăn hết, không có đi mà đi. Em thì đây một miếng thịt và miếng hủ tiếu này, cà rốt này, hải nè, đây chia sẻ cho mọi người coi nha. Nổi tiếng nhất là hủ tiếu Mỹ Tho. À, hủ tiếu Mỹ Tho. Hủ tiếu Sa Đéc là nổi tiếng thứ hai. Rồi. Hương vị rất là đậm đà luôn á. Cái hủ tiếu nó dai. Cái hủ tiếu nó dai nè. Và cái nước súp của nó rất là ngon luôn. Giọt hợp với khẩu vị của chị luôn. Chị thích ăn nó ngọt ngọt xíu. Đây. Và cái nước súp hủ tiếu rất là ngon. Còn miếng cuối cùng kia hết luôn nha. Thì hôm nay tất cả mọi thứ ở đây Đều sản xuất ra thành phẩm như thế này đều là bằng bột gạo mọi người. Đây. Đây là món bánh chuối. Điều này chỉ có giới thiệu cho mọi người là món hủ tiếu Sa Đéc. Xong bây giờ mình tới thưởng thức bánh chuối nha. Đây. Bánh chuối. Một miếng rất là ngon đây này. Đây. Đây mọi người. Trong đây bột và bánh chuối thì có chút xíu gì trong đường hoặc này kia trong đó. Nhưng mình có pha thêm miếng nước cốt dừa nè. Nước cốt dừa và mè nữa. Thì mình ăn nó vừa béo vừa ngọt và vừa thơm của hạt mè nữa. Đây mọi người dùng để chỉ dùng cho mọi người xem nha. Bột á, nó dẻo, chuối thơm mùi chuối nha mọi người, hột mè nè. Thêm một chút xíu gia vị trong đó là đường hoặc là cái gì đó nó ngọt ngọt ngọt. Và thêm mè rất là thơm. Nước cốt dừa đó mọi người, ngon lắm. Đây nữa nha. Đây là món bánh đúc. Bánh đúc mọi người có thấy cái câu là mấy đời bánh đúc có xương không hỉ. Thì đây hôm nay bánh đúc này sẽ không có xương và có bột, chỉ bột thôi mọi người ạ. Khi mình về đây thì là tất cả những món ăn ở đây chẳng hạn như là hủ tiếu nè, hủ tiếu Sa Đéc nè, bánh chuối và bánh đúc, xíu nữa thì mình sẽ ăn bánh bò, là tất cả mọi thứ đều là bằng bột hết. Thì hôm nay có món bánh đúc này là sẽ làm bột này, mè này, nước đường nữa. Mình sẽ không biết cái mùi vị và nó sẽ như thế nào nha. Bây giờ chị sẽ thử để cảm nhận nó nha. Ở đây mình sẽ làm một miếng bánh đúc này. Ôi dễ khó quá mọi người. Mọi khó quá. Đây. Đấy. Chấm mấy cái đường nha. Nước đường á, nó ngọt rất là thanh luôn. Còn cái miếng bánh đúc á, mình ăn nó sừng sực như là miếng cau vậy đó, chứ không phải. Nó vừa giòn mà vừa dai nữa. Có một cái độ gì đó nó rất là ngon luôn. Và nó thơm. Bánh bò này thật sự là tới 7 cái lận nhưng mà bị ăn hết mất hơn cái rồi. Cái bánh bò này rất là xốp mọi người. Bánh bò này xốp nè. Nước cốt thì làm rất là vừa ăn, vừa mặn mặn, ngọt ngọt. Nó không có béo ngậy quá, nó không có béo quá. Mình để mình gây cho cảm giác cho mình ngán mọi người. Mè thì ăn thơm.
nói chung tất cả mọi thứ đây, tất cả mấy cái món này là nãy giờ chỉ ăn qua bốn món này đều là rất là ngon, thì cũng rất là mong mọi người đó, khi mà về đến Sa Đéc thì sẽ ghé vào làng một Sa Đéc để thưởng thức những món này. À có nghĩa là tại vì chỉ ăn có bốn món này thôi, còn nhiều món khác đó mọi người, khi mà mọi người đến đây thì sẽ thưởng thức rất là nhiều món nữa, tại vì nhiều quá chỉ ăn hết không nổi nên là chỉ ăn có bốn món này thôi. Thì khi mà mọi người đến với Sa Đéc thì sẽ ghé vào làng bột Sa Đéc này thưởng thức tất cả những món ngon đây nha. À còn làng hoa Sa Đéc mọi người có biết đây là cái gì không ạ? Đây là cái món món gì nhỉ? À chè trôi nước, viên chè to vậy thôi mọi người.